Hương Thơ xin được trở lại với phần tư của chương trình Chuyện Ta Nơi Xứ Người của Sài Gòn TV, và quý vị vẫn đang theo dõi phần nói chuyện Hương Thơ với thầy Hằng Trường về đề tài nghiệp và số mệnh con người, một đề tài mà Hương Thơ nghĩ là nói mãi nói hoài cũng sẽ không bao giờ giải thích hết, một đề tài rất là bao la, mênh mông và rộng lớn. Thưa thầy Hằng Trường, chúng ta đã nói về, thầy có nhắc là nhân quả, trong đó có cái duyên, thì Hương Thơ cũng nhớ câu chuyện là nhân hoa mà quả cỏ. Tôi có đọc nghe cái đó thì cái chữ nhân quả thì nó cũng tác động với cái duyên, nó sẽ thay đổi, và chúng ta có thể làm chủ động trong cuộc đời sống chúng ta để thay đổi nhân và quả, cũng tác động với cái duyên và cũng sự chủ động và chuyển đổi. Thì nói đến sự chuyển đổi, thay đổi những cái nghiệp chướng trong cuộc sống, thì Hương Thơ xin được biết là tháng 12 này thầy sẽ có một chương trình gọi là Pháp hội Di Đà ở Long Beach Convention Center. Xin thầy có thể nói đến với đó thì những lợi ích, những phúc lợi nào về tâm linh cho những người tham dự, thưa thầy? Thì cái vấn đề chính là như mình nói về cái đề tài nghiệp đó bạn, thì là làm sao đó mà mình tạo thành một cái nhân tố để mình giống như mình phá vỡ đi cái thể mà inertia, cái thể mà bất động. Tại vì con người mình nhiều khi mình không muốn thay đổi, mình đi vô trong cái tập quán, cái quán tính rồi ấy, thì mình không muốn thay đổi gì cả. Thế bây giờ khi bạn đi vào cái pháp hội đó là 3 ngày, là phải làm 3 ngày luôn, bạn đi 3 ngày liên tục thì mới có hiệu quả nhiều nhất, chứ không đi 1 ngày được. Nhưng mà mình mới khám phá ra một cái nguyên tố mà làm cho cái từ trường của mình thay đổi, cái nghiệp thay đổi đó rất là độc đáo. Đó là cái nguyên tố gọi là định lực, và thứ nhì là cái tình thương. Cái định lực và cái tình thương là có lẽ là hai cái nguyên tố, hai cái nó làm cho mình kêu là ra khỏi cái từ trường của cái thoại xấu. Thí dụ như các bạn thấy một chiếc rocket đó, một chiếc phi thuyền bay khỏi cái mặt đất đó, nó có cái sức mạnh ghê lắm để nó chống lại cái trọng lực, nó bay ra khỏi cái vũ trụ được. Thì cái máy đó, mà cái rocket đó là cái định lực là cái sự chuyên chủ. Thì mình có 250 người mà tăng ni mà tu tập trước 10 ngày để mà đi vào hướng dẫn, làm cái trụ cột cho 2.000 người mà Pháp hội Di Đà. Và mình sử dụng là 2.000 người đó tới, thì mình mong rằng người nào cũng có cái tình thương cả. Thì cái tình thương và cái định lực cái đó là hai cái nó làm cho mình lift up. Mà lift up hay là lift off đó là cái là mình thay đổi, làm cho mình bắt đầu mình thay đổi cái nghiệp mình ngồi, thôi bây giờ mình thay đổi. Thì đó là lý do tại sao cái Pháp hội design đó, để cho mình vào đây mình cảm nhận cái định lực. Rồi mình thấy cái tình thương của những người mà làm việc, thấy tình thương của những người mà tham dự, từ từ mình bắt đầu mình nói, bây giờ mình muốn thay đổi. Mình thấy là mình có cái inspiration là mình muốn thay đổi, có một cái sự thúc đẩy mình muốn thay đổi. Thành ra là khi mà các bạn đi vào trong cái đó thì đi vào trong cái từ trường của những người tu hành. Cho nên mình muốn biểu hiện cái đó thì mình làm một cái màng đà la hay là một cái đàn tràng. Cái đàn tràng màng đà la đó nó có cái đặc tính là nó tập trung cái năng lượng. Thế nói chung là mình bắt đầu thay đổi cái từ trường của mọi người. Tức là mọi người thay vì nhìn ra, nhìn lên. Thì như Đức Phật thì mình vô từ chùa mình nhìn lên. Thì bây giờ mình tập trung cái con mắt của mình, mình nhìn vô trong. Thì tất cả mọi người mình ngồi theo cái formation, cái đồ hình của cái nắm cái hình vuông mình nhìn vô trong. Thì nó mình muốn đòi gọi là sắc thọ tưởng thức, mình nhìn vô trong để mình thấy được cái ông Phật ở giữa mình. Và mình chuyên chủ. Thì cái đó gọi là tu định lực. Thì cái phương thức của cái mandala này, cái đàn tràng này là rất là hay. Nếu theo cái đề tài nghiệp đó, nó giúp cho mình tập trung cái năng lượng. Mà cái năng lượng nó tập trung đủ rồi đó, thì nó bắt đầu thay đổi cái tư tưởng của cái nhóm người, của sự suy nghĩ của mình. Vậy là bất cứ ai đều có thể thay đổi nghiệp chướng bằng cách mình, như thầy nói là tập trung cái năng lượng. Tập trung năng lượng và tới những cái môi trường, những cái điều kiện mà nó có những cái từ trường tốt. Đúng rồi. Thì thí dụ như người ta mà cứ tới nơi những cờ bạc, đánh bài hay là rượu chè, vũ trường, thì họ sẽ thu hút những cái năng lượng xấu. Và nếu mình vì thế muốn chuyển nghiệp thì mình cũng nên tìm tự mình làm chủ, mình tìm tới những môi trường tìm mới, môi trường mới. Thì nhưng mà mình chỉ provide cái từ trường trong 3 ngày thôi. Sau đó thì bạn phải đi tìm những cái chùa này, cái nhóm này. Nhưng mà sẽ làm cho bà có một cái ý nghĩa mới là cái thời đại bây giờ là mình không thể nào mê tín được. Đó là mục đích của mình. Thì cái mà là cái bản thân nó là có một cái triết lý khác, thì xin hẹn lúc nào mà chị Hương Thơ mà thương thì chị Hương Thơ làm một chương trình mới thì mình sẽ nói chuyện về cái đặc tính của cái mandala đó. Nhưng mà thật sự ra đó thì mình giống như thử là mình đang ngồi như vậy, là mình cần có một cái shock đánh một cái để mình giật mình ra một cái, mở mắt ra. Và xong rồi mở mắt ra rồi đó thì bây giờ mình mới đi tìm đúng cái đường hướng mình muốn đi. Thế nên cái mandala, cái pháp hội đó nó không còn tính chất mê tín mà nó là cái workshop. Nó wake up, nó làm cho mình thức tỉnh lên để mình biết là cái thời đại bây giờ là mình không thể nào theo cái mô hình của cái sự mê tín được.
Thưa thầy, vậy thầy có thể cái điều kiện mà tới tham dự hay là cái này là một cái vấn hàng năm thầy thường tổ chức hàng năm phải không ạ? Vào tháng 12. Thì cái điều kiện đến là như thế nào? Điều kiện đến là đi xe tới. Không phải đóng tiền nhiều. Không tiền thì không cần đóng tiền đấy. Cái này là hoàn toàn miễn phí. Thì mình chỉ tới, mình tham dự, tức là nó có từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối, 9 giờ tối lắm. Giống như là tĩnh tâm không thầy? Tĩnh tâm đó, dạ. Đi tĩnh tâm thì mình tới, nếu mà tới sớm thì mình có những cái chương trình rất là hay. Thì dụ như chương trình mà mình gọi là renewal, là từ thế mình tái tạo lại cái vận mạng của mình. Một cách là mình đi 3 bước lại, 1 bước lại, hoặc là tam bộ nhất bại. Tại vì khi mà chỉ đi đó, cái này là cái body language của mình, cái thân thể. Mình đi 3 bước giống như mình đi tiến tới, từ cái quá khứ đi tới cái hiện tại ra cái vị lai. Rồi mình lại xuống đó là mình trở lại cái hình dạng mà mình gọi là mình chưa có tạo nghiệp. Thì khi chị nằm dưới đất đó, thì giống như chị nằm trong cái bào thai vậy đó, mình chưa tạo nghiệp. Rồi mình đứng lên đó, thì mình phải nghĩ mình là vô lượng quang minh, mình là rất là tích cực. Thì vô lượng quang minh đó, nó không có nghĩa là Phật mà thôi. Đức Phật A Di Đà tên là vô lượng quang minh, nhưng mà nếu mà mình ở trong nước Chúa đó, thì vô lượng quang minh cũng là cái nước Chúa. Tức là Chúa là cái ánh sáng bất tận, cái eternal light mà. Thành ra khi mình lại ba đi ba bước, mình lại một lại, mình đứng lên. Thì nếu các bác là thuộc tịnh độ, thầy xin mời các bác tới. Mà nếu các bác là đạo Chúa, đạo mà tin rằng mình là ánh sáng, thì cũng xin các bác tới lại với thầy. Thì 8 giờ, 9 giờ mình lại. Rồi xong rồi đó, rồi mình có cái chương trình mà sẩm hội lại này nọ, nhưng mà nó dễ hiểu, nó mới khó hiểu đó. Rồi mình thầy nói chuyện, thầy ngồi, thầy dạy cho ngồi thiền, cho liên tục. Cả ngày hôm đó, rồi ngày hôm sau cũng phải 3 ngày đều như vậy. Rồi ngày, thì mỗi ngày chỉ có cái ngày đặc biệt, ngày thứ bảy đó, thì mình có một cái chương trình gọi là mình thiền trà. Mình uống trà, nhưng mà uống trà với cái đặc tính là mình ngồi tĩnh lặng. Cái người trà sư, người mà pha trà cho mình á, thì mình tưởng họ pha trà, nhưng mà thật sự đó là họ cũng dường sự yên tĩnh. Nó có một cách đặc biệt vô cùng. Mà mình pha trà, cách đó nó không phải là cách của Trung Hoa, không phải là cách của Nhật Bản. Trong cái chuyện mà trà, đây là cách mà hoàn toàn của người Việt mình sáng tác. Thì nó không có dính dáng gì tới những cái phương thức mà gọi là thiền trà gì mà khác. Đây là một cái đặc biệt hội Thủy Biên Hồng Sự, là mình uống trà nhưng mà thật sự là mình chia sẻ sự tĩnh lặng, mình cũng giữ sự tĩnh lặng. Thì cái đó là mình tạo ra một cái từ trường giải nghiệp cuối cùng. Vì bạc muốn giải nghiệp đó, thì bạc phải đạt tới cái chỗ là cái tâm mình nó bất động. Từ cái bất động đó mình mới thay đổi được. Như cái xe mình đang chạy như vậy đó, mình phải ngừng lại rồi mình mới chuyển được. Thì cái bất động nghiệp là cái moment mình ngừng lại rồi mình mới chuyển động. Thì tất cả cái chuyện mình đang nói về nghiệp đó, mình chưa nói tới một cái đặc tính cực kỳ quan trọng là cái sự chuyển hướng của cái nghiệp. Mà muốn chuyển hướng thì cái điểm mà chuyển hướng là cái bất động. Thì cái bất động nghiệp đó là một cái đặc tính mà cực kỳ độc đáo trong giáo pháp nhà Phật. Phật lúc nào dạy ngồi thiền ngồi bất động để chi vậy? Để mình bắt đầu mình chuyển nghiệp. Bất động không phải là không làm gì cả không? Không, không phải là phải làm, sẽ làm, nhưng mà trước khi làm mình phải bất động. Vâng. Mình để cho cái tư tưởng mình ngừng lại, lại. Hơi thở của mình ngừng lại, thân thể mình lắng yên lại, hơi thở ngừng lại. Vậy là mình ngừng thở, mà nó vi tế vô cùng. Hơi thở mình nó không còn thở vô thở ra theo cái kiểu mà mình muốn nữa, mà nó thở theo cái nhịp sống, thì gọi là tĩnh lặng. Hơi thở nó ngừng lại là tĩnh lặng, là thở theo cái nhịp sống của mình. Mà nhịp sống của mình là gì? Cái thân thể mình nó bất động. Thưa thầy, như một người tu hành như thầy thì có dứt nghiệp, chắc chắn là sẽ dứt được nghiệp không thầy? Có gì? Dứt nghiệp. Không phải dứt nghiệp mà mình chuyển nghiệp. Thì mình làm cái nghiệp của mình, thay vì là mình nói là bây giờ mình hết nghiệp thì mình không nói như vậy. Mình nói là bây giờ mình chuyển nghiệp, thay vì là mình làm những chuyện xấu thì bây giờ mình làm những cái chuyện mình gọi là chuyện của đạo Bồ Tát. Chuyện làm sao mình mở tâm ra, làm sao mình đem hạnh phúc cho người khác. Chứ mình không nói cái nghiệp tốt. Tại vì khi mình nói mình nghiệp tốt đó thì mình kẹt trong cái nghiệp xấu. Hai cái đó sáng với tối. Thế nên mình nói là cái nghiệp của Bồ Tát, mình đi làm cái nghiệp Bồ Tát là cái nghiệp mà không ngừng cởi mở, không ngừng mà đem lại hạnh phúc cho người khác, không ngừng đem lại cái niềm vui, không ngừng nghĩa là đem lại những cái chuyện mà cái chuyện tốt lành. Nhưng mà nó không exclude rằng đó là mình vẫn còn nhiều cái bóng tối, nhiều điểm xấu. Vâng thưa thầy, đó là những điều mà thầy muốn làm trong đời này. Thì ngoài ra bên cạnh đó, cái những cái dự án tương lai của thầy là gì ạ? Dạ, tương lai thầy tiếp tục uống trà, tiếp tục ăn cơm, tiếp tục như là đến nói pháp như nào vân vân. Thầy mộng thầy không có lớn lắm mà thầy không nghĩ cái gì hơn nhiều đâu. Nhưng mà thầy nghĩ tới cái chuyện quan trọng nhất của cái đời thầy là mình dính liền với cái cộng đồng, mình dính liền với cái mạng lưới của cái trái đất mình. Tại vì cái đất mình không lo trái đất mình thì không ai lo cho mình cả. Nếu mình không lo cho những người xung quanh thì là tất cả chuyện gì mình làm nó trở thành là rất là ích kỷ. Cho nên thầy tin tưởng rằng đó
là trong đời này cái Phật giáo của mình đó, nó không thể là cái Phật giáo đó mà mình lo tu chính mình phải nghĩ là mình tu là tu cho toàn thể cái mạng lưới, mình là cái mạng lưới nhân duyên, mình là tất cả mọi người đó, và mình chỉ là giống như cái fabric này, giống như cái áo này đó, mình không thể nào có một sợi chỉ riêng được, mình phải có cả trăm ngàn sợi chỉ để tạo nên cái mình áo này. Thế nên khi mình nói mình là một cái sợi chỉ thì nó vô duyên, làm sao chị mặc áo sợi chỉ được, làm sao chị có tóc gì mình có một sợi được. Thế nên mình chỉ nói là mình là cái đời sống của collective, của cái tập thể vô cùng to lớn, cho nên mình phải làm sao mình nghĩ chuyện mình hy sinh cái này làm chuyện kia cho người nọ, mình phải sống làm sao mình nghĩ mình sống cho cái toàn thể mạng lưới, sống cho toàn thể của cái fabric, tức là cái miếng vải này, mình sống cho toàn thể những cái sợi tóc của mình. Tại vì cân con người mình không thể nào mà do một cái tế bào được, thành ra cái đó là cái lý tưởng của thầy đó. Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Hương Thơ hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp để nói chuyện, để mang tới mở mang cái kiến thức và nhận thức về Phật Pháp, cũng như là củng cố lại những cái đường lối tu học đứng đắn mà theo thầy thì Hương Thơ thấy là rất khoa học và rất là hòa đồng thế giới và không có phân biệt những cái giới hạn ngăn trở nào. Xin cảm ơn thầy rất nhiều và mong hẹn gặp thầy một ngày rất gần. Kính thưa quý vị, Hương Thơ xin kết thúc đề tài nghiệp và số mệnh con người với câu chuyện với thầy Hằng Trường bằng những câu thơ cuối trong truyện Kiều của Nguyễn Du như sau: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Và qua lời trình bày của thầy Hằng Trường, có lẽ chúng ta sẽ là những họa sĩ, những kiến trúc sư xây dựng và vẽ bức tranh cuộc đời chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào.